My name is Tai Nguyen. Today is Sunday, March 6, 2011. I'm going to interview Mr. Trần Văn Tiến for the 500 on history of the Vietnamese American Heritage Foundation at the Radio Saigon, Houston, Houston, Texas. Xin chào ông. Chúng tôi rất cảm ơn ông đã nhận lời đến nói chuyện với lại chương trình 500 on history của Hội Bảo tồn Văn hóa và Người và Lịch sử của Người Mỹ gốc Việt. Thì trước hết là chúng tôi sẽ xin hỏi ông lần lượt qua một vài những cái chi tiết về liên hệ đến tiểu sử cá nhân, xong rồi đến tiểu sử gia đình, rồi cái kinh nghiệm của ông trong thời chiến Việt Nam, và sau đó là cái kinh nghiệm di dân cũng như là lập nghiệp tại Hoa Kỳ. Trước hết xin ông vui lòng cho biết tên của ông là gì và ông sanh ở đâu ạ, năm nào ạ? Tôi tên là Trần Văn Tiến, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1937 tại Lục Nam, Bắc Giang. Thuộc miền Bắc ạ? Ở miền Bắc, Bắc Việt Nam. Bắc Việt Nam. Bắc Việt Nam. Thưa ông lớn lên ở đâu ạ? Và chúng tôi thì hồi từ năm sinh ra cho tới 45 thì chúng tôi ở tại Lục Nam Hải Dương, Lục Nam Bắc Giang. Sau đó vì chiến tranh thì chúng tôi tản cư đi các cái vùng làng lân cận của cái chúng tôi đang ở đó, phải đi tất đi tránh chiến tranh đó, cho nên đi cho mãi đến năm 50 thì chúng tôi mới gọi là hồi cư. Chúng tôi hồi cư về Hải Dương. Thế là chúng tôi học tiểu học và trung học tại Hải Dương. Đó là năm 1900 bao nhiêu? 50. 50. 1950. Vâng. Thế từ đó đi là ông sống ở Hải Dương ạ? Dạ vâng. Vâng. Thế trong thời kỳ ở Việt Nam đó thì ông sống qua những cái thành phố nào ạ? Vâng. Thế là khi còn nhỏ thì ở tại Lục Nam. Vâng. Thì cũng trải qua cái thời gian mà Nhật chiếm đóng. Và chúng tôi đã thấy cảnh Nhật mà đến cái thành phố của chúng tôi. Rồi đến cái khi mà nạn đói của cái năm 45, tức là năm Ất Dậu đó, thì xảy ra. Thì có lẽ cũng xin được kể thêm một chút về cái nạn đói đó. Thì cái năm đó thì vì cái tình hình chiến tranh cho nên gạo ở miền Nam không thể đưa ra miền Bắc được. Trong khi than ở miền Bắc có thể là không thể chuyển vào miền Nam được. Cho nên miền Bắc đã xảy ra một cái nạn đói rất là kinh khủng. Nghe nói có thể là đến 1-2 triệu người. Hồi đó tôi còn nhỏ. Khi mà mở cửa sáng ra thì thấy những cái xác chết nằm ở trước cửa nhà tôi. Dưới gốc cây bàng, nhà tôi có cây bàng lớn. Và đã nghe là hồi đó cái xác chết thì không có quần áo như người thường đâu, mà tất cả đều là trần truồng và giống như là các cái bộ xương vậy thôi. Tại sao lại không có quần áo ạ? Tôi nghĩ rằng là họ không còn thiết gì đến quần áo nữa. Họ chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi chứ không nghĩ đến chuyện gì cả. Họ là những ai, những người là những người nghèo, những người là không có đủ thực phẩm hàng ngày cho nên họ đi lang thang. Dạ, họ ở trong thành phố hay là trong thành phố đó. Dạ. Họ những người làng quê. Dạ. Họ đi ra thành phố để xin ăn. Dạ. Thì họ chết ở trước cửa nhà tôi. Dạ. Thì lúc đó là những xe rác mà kéo bằng tay đó. Họ tới họ đưa mấy cái người đó, những cái xác đó lên trên xe để chở ra nghĩa địa. Ở nghĩa địa tôi nghe nói là họ chôn, họ đào một cái hố thật lớn rồi để mà chôn những cái người đó. Tôi được thấy có những người còn chưa chết, vẫn còn quờ quảng, thế mà cho họ cũng đưa lên trên xe và chở đi luôn.
Đấy là cái nạn đói rất là khủng khiếp. Thế tại sao hồi đó gia đình ông không bị ảnh hưởng ạ? Vâng, thì cũng may là gia đình tôi đó, thì ông bà già tôi là làm về buôn bán, cho nên cũng có một số thực phẩm được dự trữ, gạo được dự trữ, cho nên cũng sống qua cái thời gian gian đó. Những cái tình trạng nó kéo dài bao lâu ạ? Tôi không nhớ bao lâu nhưng mà cũng không lâu lắm. Có lẽ khoảng độ một vài tháng là cũng thôi. Bây giờ nói chuyện về cái kỷ niệm thời thơ ấu, ngoài cái chuyện mà kinh hoàng của cái trận đói đó, thì ông có những kỷ niệm nào đáng ghi nhớ không ạ? Dạ vâng, thì cái thời thơ ấu của tôi ở Lục Nam đó, thì là Nhật, có lúc thì Nhật nó chiếm đóng, và chính nhà của tôi ấy, thì nhà thì ông già có xây được một dãy nhà ba gian, tại vì ông già thì có mở một tiệm bánh. Họ hàng nhà tôi là toàn là bánh đậu xanh Bảo Hiên đó, là cũng là bà con đó. Thế thì cũng có một tiệm bánh ở địa phương. Thế thì Nhật nó đến, nó chia, nó tản mát lên các nhà. Thế chính trong nhà tôi cũng có một tiểu đội Nhật ở trong nhà. Thế thì sau khi bọn Nhật mà nó đầu hàng rồi á, thì đến cái phần mà Việt Minh cướp chính quyền á, thì họ theo cái chính sách gọi là tiêu thổ kháng chiến, coi như là tất cả những cái nhà nào bằng gạch thì là họ đều cho người chiến chống lại chống Pháp, và họ đã cho người đến để đập phá hết, coi như san thành bình địa. Cho nên cái nhà tôi, mà cái nhà cao cửa rộng như vậy, và rồi cuối cùng chỉ còn lại có một cái hồ đựng nước thôi, không còn cái gì khác. Họ đánh sập hết. Thế gia đình ở đâu? Gia đình chúng tôi phải di tản, phải đi về nhà quê ở. Vâng, nhà quê là ở đâu? Nhà quê tức là những các cái làng mạc ở lân cận cái thành phố đó. Vâng, nhà quê của... Của người mình đó. Dạ, của gia đình nhé. Vâng, không, tức là không phải bà con, nhưng mà họ cũng dẫn sẵn sàng để giúp đỡ cho những cái người ở thành phố về để tạm trú. Thưa thế thì ông có nhớ khi mà ông còn nhỏ đó, thì ông có nhớ những cái trò chơi, những cái bài hát trẻ con với nhau đó? Đúng ra thì cũng nhiều bài lắm. Dạ, nhưng mà cái bài nào ông nhớ nhất đấy? Chẳng hạn như là bài hồi đó thì có bài về hội nghị Diên Hồng đó. Dạ. Dạ. Hội nghị Diên Hồng. Dạ. Thưa ông có thể nói sơ qua về cái hội nghị Diên Hồng. Vâng. Và nếu mà ông nhớ được vài câu hát nào đó thì chia sẻ được không? Thì trong cái đó thì tôi nhớ có cái bài Toàn dân nghe trăng sơn hà nguy biến. Thì lúc đó có như tất cả nó thường thành lập những cái như là mà diễn tả như là một cái nhạc cảnh, thì lúc mà hỏi cái chuyện là có nên đánh, nên hòa hay nên đánh, thì tất cả mọi các bô lão đều quyết nên đánh. Hồi đó là trong cái giai đoạn lịch sử như thế nào, ông có thể nói sơ qua về cái hội nghị Diên Hồng đó không ạ? Và cái đời đó nào? Là về đời nhà Trần. Vâng, đời nhà Trần, cái khoảng thế kỷ đó bao nhiêu ạ? Cái đó thì biết hình như là khi mà quân Tàu mà xâm lăng nước ta thì hồi đó là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn là tướng của nhà Trần. Thì kêu gọi nghĩa là toàn dân nghĩa là chiến đấu chống Tàu. Thì có một cái hội nghị Diên Hồng. Tại sao lại triệu tập các bô lão, các cái bô lão. Nhà vua triệu tập ạ, vua Trần. Lúc đó thì vua nhà Trần đã muốn là chịu thua, coi như là đầu hàng, nhưng mà ông Trần Hưng tướng đánh lại quân Tàu, tướng Trần Hưng Đạo coi như là nói là nếu mà bệ hạ mà muốn đầu hàng thì phải nghĩa là coi như là giết bước qua sát chết của tôi, đại khái như vậy. Thế thì với cái khí thế toàn dân là đều đầu lòng chiến đấu, và nhất là trong đó có một tướng là Trần Quốc Toản,
là một người tướng nhỏ, tướng trẻ, không được tham dự cái hội nghị trên hồng đó. Cho nên tay đang cầm quả cam và đã bóp bể quả cam. Dạ, tức là nhà vua triệu tập các bô lão lại để mà còn... hỏi ý kiến rằng là nên nên đánh hay là nên hòa. Nên hòa. Vâng, thì tất cả mọi người đều là quyết chiến. Vâng. Nên cái tinh thần đó tôi nghĩ rằng là ở nước Việt Nam bây giờ có lẽ cũng nên có những cái hội nghị như vậy. Thưa ông nhớ những cái bài hát đó thì ông hát hay là ông có là cũng làm nhạc cảnh hay là thế nào ạ? Vâng, chúng tôi cũng tham gia vào những các cái nhạc cảnh đó. Vâng, tức là tóm lại là những cái trò chơi mà lại có mang màu sắc lịch sử đấy phải không ạ? Vâng. Dạ. Thưa ông có nhớ gì về cái quê hương nơi ông sinh ra và lớn lên không ạ? Cái thành và cái phố chúng không gọi là thành phố nữa, nó chỉ là một cái khu phố nhỏ thôi. À, Lục Nam đó thì nó là gồm có ít dãy phố trên bờ sông Lục Nam. Trên bờ sông Lục Nam thì có một đường phố dài nằm theo dọc sông, còn những cái đường phố nối từ cái con đường đó đi vào bên trong, đi sâu vào bên trong thì nhà tôi thì cũng làm ở trên một con đường chính ở trong đó. Thì chúng tôi cũng thường hay đi chơi từ ở trường gần nhà rồi đi ra sông chơi. Và cái thích thú nhất của tôi á, là hồi còn nhỏ là tôi thích chơi dế. Vâng, chơi dế. Thì cái thành phố rất là hiền hòa, nhưng mà sau khi mà chiến tranh đến thì không còn nữa. Dạ, thưa thế ông có nhớ những ngày lễ hội hoặc là sinh nhật hay là nói chung là những cái ngày lễ truyền thống của hồi còn trẻ còn nhỏ đó, có những cái lễ hội gì mà ông còn nhớ được? Chúng tôi thì hồi đó thì ở Lục Nam thì chúng tôi nghĩ là còn nhỏ lắm cho nên cũng không nhớ nhiều. Chỉ có là những ngày Tết thì được mặc áo mới, được lì xì, rồi được bố mẹ dẫn đi để chúc Tết những bà con. Thưa ông bà thân sinh làm nghề gì ạ? Vâng, ba má chúng tôi đó thì có một cái tiệm bánh đó. Dạ, vâng, đúng rồi, tiệm bánh. Vâng. Thế ông đi học ra làm sao ạ? Lúc còn nhỏ đó, về sau này đi học trung học ở đâu và đại học thế nào ạ? Khi mà ở tiểu học thì chúng tôi học ở tại Lục Nam mà đến hết lớp 3 thôi. Dạ. Dạ, thì bắt đầu có phải đi tản cư về các vùng quê thì coi như là thất học, không có cái trường học. Dạ. Cho nên đến khi mà cứ chạy tới chạy lui từ làng nọ qua làng kia, rồi đi lên đến gần cái gọi là kép mà gần Thái Nguyên đấy, thế thì đây đến tận xa trên đó rồi đó, thì may gặp được cái trường học thì cũng lại bắt đầu học vào lớp nhì, tức là bây giờ là lớp 4 đó, đó là lớp nhì đó. Và thế thì sau này thì có ông chú ở Hải Dương thì ông mới cho người nhắn là thôi giờ đi về đi, đừng có chạy lang bang ở trong mấy cái làng nữa. Thế là bà má tôi cũng xin nói thêm là năm 45 đó là ông già tôi mất. À dạ. Vâng. Thưa mất về bị bệnh. Dạ. Bệnh. Thưa thế ông tân sinh là tức là chuyên về buôn bán gì đấy phải không? Buôn bán. Vâng. Thế ông mất thế khi mà 45 mà chạy đi tản cư như vậy, chỉ có một mình bà già mang theo một lũ con nhỏ. Thưa được mấy anh chị em mà ông được mấy anh chị em? Chúng tôi lúc đó là anh chị em là được 7 người. Vâng, thưa ông là thứ mấy ạ? Tôi là thứ tư. Thế thì khi mà chạy về, khi mà ông chú tôi nhắn về đó, thì tức là cho người đến đón đi hồi cư về Hải Dương. Dạ. Và bắt đầu đi học trở lại. Thì
bắt đầu học tiểu học và lớp nhất ở Hải Dương, để sau đó lên trung học ở Hải Dương. Thế thì sau khi mà ông cụ mất thì gia đình sinh sống bằng cái gì ạ? Dạ, thì bà má của tôi cũng, bà mẹ của tiếp tôi tục, rồi, tiếp tục cái tiệm đó. Vâng, thì không phải cái tiệm đó thì cũng không còn nữa. Còn nữa tại thì sao? Bà là chiến tranh thì sao? Vâng, chiến tranh coi như là xa cái nghiệp hết rồi. Dạ. Cho nên bà chỉ buôn bán thôi. Dạ. Buôn bán thì chẳng hạn như cái thời gian mà bà cụ ở chúng tôi ở trong các làng ấy. Dạ. Thì bà cụ ấy là cứ đi về cái vùng mà vùng của Pháp chiến đóng ấy, đi mua những các cái thuốc men về bán ở cái vùng cộng sản của Việt Minh thì để lấy lời kiếm lời. Cái đó cũng rất là vất vả và cũng nguy hiểm, nhưng mà cũng đành phải chịu thôi. Cái gì là một mình phải là lo cái đàn con như vậy. Cái qua giờ mà bà cụ bị mất đi buôn bán mà mất dạ, mất không có dạ, thì bị tịch thu dạ, bị tịch thu hoài thôi. Dạ. Dạ. Thì chẳng hạn đi mua vải thì phải cuốn vào trong người. Thế rồi cũng có một lần bà cụ kể chuyện là bà cụ bị công an nó lấy, công an của bên Việt Minh, của Việt Minh nó lấy của bà cụ một mớ cái dầu con hổ. Chắc là bà cũng biết là cái dầu con hổ của mình là ở Việt Nam mình là hay dùng lắm. Dầu đó là dầu nóng, à, dầu là, nóng đó, của tàu họ sản xuất hay là ai là cái hộp đỏ nhỏ đó. Và thế thì bà mua một mớ không biết bao nhiêu hộp mà bà ấy mang ra vùng để bán, nhưng mà rồi bị công an nó chặn nó bắt. Thế thì bà năn nỉ, tức là có hai thằng công an của cộng sản nó bắt, thì bà ấy năn nỉ có một thằng nó bỏ nó đi, thì có một thằng còn lại còn trẻ, bà ấy năn nỉ là giờ cái này là cái vốn liếng này là của gia đình tôi, bây giờ nuôi sống gia đình bao nhiêu người, cho nên là các anh thông cảm cho. Thì nó bảo bây giờ đã lỡ bắt rồi, đã có làm biên bản rồi, cho nên không cách gì mà có thể giúp đỡ được bà cụ nữa. Cho nên bây giờ chỉ còn một cách nữa, bà cụ vô trong cái bụi kia kìa, trong đó nó có một cái đống ngói ở trong đó, bà cụ là đập mấy cái viên ngói đó, bà cụ lấy dầu củ là ra, con hổ ra, bà cụ bỏ cái viên gạch vô, tức là nó làm cái bao giấy bên cái hộp ấy, nó bên ngoài nó còn cái bao giấy đựng, thì cứ mỗi một cái bao giấy đó bà cụ tháo ra và bỏ cái viên gạch vô và lấy hộp dầu ra ngoài. Thế nên khi mà nộp cho họ thì cũng nộp nguyên bao nhiêu bịch vậy đó, nhưng mà rồi cái ruột thì bà cụ lấy ra rồi. Cũng may cái lần đó là còn lấy được lại vốn. Cậu nhiều quá ha. Thưa thế bà, ông có hay nghe được ông bà cụ hay là anh chị em hay là cô chú bác thì kể những cái chuyện mà trong gia đình, hoặc là chuyện cổ tích, hoặc là những cái chuyện thần chuyện lịch sử này kia cái nọ không ạ? Ông còn nhớ được cái gì không ạ? Yeah. Là... đúng ra thì nhiều lắm. Vâng. Dạ, nhiều lắm. Cái gì mà nó gọi là nó làm nhớ nhất ấy? Bà cụ của tôi thì đúng ra thì là hồi xưa là mù chữ. Không được học. Phụ nữ hồi xưa thì coi như là ít được học lắm. Nhưng mà bà cụ đã có cái trí nhớ rất là tốt. Thế ạ. Thành ra coi như là những cái chuyện mà cổ tích thì bà cụ đều nhớ hết. Cái chuyện như là bà cụ. Như là Phạm Công Cúc Hoa. Thạch Xanh, những cái chuyện đó là bà cụ đều kể chúng tôi nghe hết. Chúng tôi bà rất cụ là kể. Vâng, bà cụ kể đó. Thế ông nhớ chuyện gì nhất ạ? Dạ, chuyện nào nhất? Trong đó thì tôi nhớ chuyện Thạch Xanh. Tại sao ạ? Tại vì tôi thấy cái Thạch Xanh đó là một người rất là tài, đã từng giết Trần Tính. Thưa, thế bà cụ có hay kể gì về cái chuyện mà hai ông bà gặp nhau rồi cưới xin làm sao, hay là mai mối như thế nào? Dạ, thưa cái đấy thì bà má của tôi và mẹ của tôi thì không phải là chính thất. Dạ. Tức là ông cụ tôi có một bà trước. Dạ.
rồi có người hai người con gái, xong rồi bà cả đó, bà mất, rồi mới có người làm mai để cho ông già tôi là tiếp tục tục quyền với má tôi. Như vậy là ông thân sinh là lấy bà má của ông, bà mẹ của ông là lúc bây giờ thì bà kia đã mất rồi, thì như vậy đâu có phải là ông hai ba vợ không ạ? Vâng, coi như là ông là kế. Vâng. Thì đời sống gia đình của hai ông bà thì cũng dễ chịu chứ ạ? Dạ vâng, thì khi thời gian còn có cái tiệm ở Lục Nam đó thì rất là tốt, rất thoải mái. Tại Việt Nam cũng như là tại Mỹ về sau này, ông bà ông có hay tổ chức trong gia đình, hay tổ chức những buổi họp mặt và tổ chức ở đâu và trong những cái dịp nào, xin ông kể cho biết. Khi mà sang định cư ở tại Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng thỉnh thoảng hay tổ chức cả cái buổi tiệc, buổi họp mặt ở tại nhà. Hầu hết là tại nhà thì chúng tôi mời các bà con anh em thì đến vui chung vui, thì trong những dịp như là ngày lễ Giáng sinh, ngày Tết ta, nếu mà nó nhất là cái Tết ta nó vào cái dịp mà vào thứ bảy chủ nhật chẳng hạn vậy, thì không có ai mặc đi làm thì có thể đến dự được. Thì trong những các cái buổi họp mặt đông như vậy mà thì chúng tôi cũng kể lại những các cái phong tục tập quán của người Việt của mình ở bên Việt Nam để cho các cháu con, cháu của tôi được biết. Thưa thế về vấn đề mà ăn uống đó, thì nấu những cái món đặc biệt gì không ạ? Những cái ngày bình thường ở bên Việt Nam ấy, thường thường của mình tổ chức là ăn một bữa cơm thì phải có 3 món. Món canh, rồi món kho, món xào. Nhưng mà vào những dịp lễ Tết thì lễ Tết những cái dịp thì nhà tôi thì là người Quảng Nam, cho nên nhiều người yêu cầu tôi để cho ăn là mì Quảng. Thì nhà tôi thì cũng tổ chức nấu mì Quảng cho bà đãi bà con. Thưa bà, như vậy là bà vợ của ông là người Quảng Nam. Dạ vâng. Còn làm thế nào mà hai ông bà gặp nhau ạ? Dạ vâng. Bắc, một người Nam, một người Trung. Dạ. Sau khi chúng tôi tốt nghiệp sư phạm và chúng tôi được bổ ra dạy ở ngoài tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa thì thuộc cái huyện, cái quận là quận Ninh Hòa. Ninh Hòa, Khánh Hòa. Thì ở cái trường tiểu học đó, chúng tôi học ở tôi học cái trường quốc gia sư phạm, ra dạy tiểu học thôi. Thì nhà tôi thì học sư phạm ở Nha Trang, cũng sư phạm ở tiểu học, rồi bổ về cùng một trường, cùng một năm. Về trường nào ạ? Về trường tiểu học Ninh Hòa. Ninh Hòa. Ninh Hòa. Ninh Hòa rất là trong tỉnh Nha Trang đấy bạn. Dạ vâng. Dạ. Thế là chúng tôi gặp nhau ở trong trường học. Năm đó là năm 1958. 1958 ạ. Thưa, đi trở lại những cái buổi họp mặt trong gia đình đó, thì trong những cái buổi sinh hoạt như vậy thì hiện có những gồm có những ai ạ? Ngoài gia đình ông thì còn có những ai ạ? Anh chị em có đến không ạ? Dạ vâng. Dạ thưa, thì cũng chúng tôi hiện tại bên này thì cũng còn bậc cụ mẹ vợ. Bậc cụ năm nay đúng 100 tuổi. Thế ạ, quý quá nhỉ. Thì chúng tôi có vừa mới tổ chức năm vừa rồi đó là cái ngày gọi là ngày thường thọ 100 tuổi cho bà cụ. Thế bà cụ hiện vẫn còn cụ khỏe, còn khỏe. Còn sáng vẫn nhận người ra ngày này ngày kia chứ bà. Dạ bà cụ khỏe lắm, bà cụ rất là minh mẫn, chỉ có cái tai là hơi ngã một chút. Thế thì như vậy thì rồi các cháu con của ông như vậy là cháu của bà cụ, rồi còn cái cháu trách thì đông ạ. Dạ cũng còn nhiều lắm. Thì muốn tôi muốn xin thêm về bà cụ một chút. Thì bà cụ thì 100 tuổi, và cái
cái gọi là cái sinh hoạt hàng ngày của bà cụ thì cũng rất là hay. Yeah. Là bà cụ sáng nào cũng dậy tập thể dục. Uh-huh. Dạ, tập thể dục xong thì xuống ăn sáng. Uh-huh. Chưa xin lỗi. À, đúng là tập thể dục, mà tập thể dục nếu đi bộ ngoài trời được thì tốt, còn không trời lạnh thì bà cụ tập ở trong nhà. Yeah. Ở nhà thì có cái treadmill. Vâng. Để bà cụ đứng lên trên đó, bà cụ bà cụ đi. Bây giờ ngay cả bây giờ. Bây giờ đó, vâng. Rồi bà cụ tập cái đồ để cái xe đạp để đạp ạ. Thế thì giỏi quá. Vâng. Bây giờ bà cụ xuống ăn sáng. Yeah. Ăn sáng xong rồi bà cụ vào check computer để xem con cái có con cái có ai gửi mail cho bà cụ không. Thế bà cụ sống với ai ạ? Dạ, hiện giờ thì bà cụ sống với cô em gái út của nhà tôi. Yeah. Ở trên Fort Worth, Dallas. À thế ạ. Dạ vâng. Thì trong những cái dịp mà tổ chức hồi bà cụ còn ở đây ấy, thì chúng tôi có mời bà cụ tới dự. Rồi phía bên vợ tôi thì cũng có mấy cô em ở đây. Gia đình của họ cũng ở đây hết. Thế rồi phía bên tôi cũng có ông anh ruột, cũng là sĩ quan của chế độ cũ, cũng đi HO. Một người em họ cũng HO nữa. Thế là tất cả tập trung ở đây thì nhớ đến đông đủ lắm. Thế bà như vậy thì quý quá, thì vì có được bà cụ như vậy mà cũng thú vị ở điều là bà 100 tuổi bà ngồi bà check email thì cũng hay thiệt chứ. Trong cái ngày thượng thọ đó thì chúng tôi không biết mua cái gì để tặng cho mẹ cả. Thì chúng tôi bàn bảo thôi bà dùng cái desktop thì thấy khó khăn lắm. Cho nên tôi có thằng con nó cũng học về computer. Thôi ba má mang tặng bà cái iPad. Oh. Thì bà có cái iPad thì bà thích lắm. Dạ. Thưa thế sang bên này thì gia đình của ông vẫn tiếp tục giữ những cái lễ hội truyền thống cũ như là Tết nhất như này kia cái nọ như vậy không ạ? Thì chúng tôi ở đây thì có ông anh ruột là em anh cả đó. Thì khi mà ông chưa sang thì chúng tôi lập bàn thờ ở nhà. Nhưng mà khi ông sang rồi thì chúng tôi di chuyển cái bàn thờ về nhà của ông, về cái apartment của ông á. Thì cứ vào cái ngày Tết, ngày rỗ. Nhưng bàn thờ thì có thì ra sao ạ? Gồm những gì ạ? Thường là ở trên thì có thờ Phật. Yeah. Vâng, xong rồi dưới thì có thờ các cụ ông của chúng tôi kêu bằng ông. Có hình ảnh của ông. Rồi đến bố mẹ chúng tôi cũng mất cả rồi đó, bố mẹ. Xong rồi đến những người mà trong gia đình mất rồi thì thưa thưa ông, gia đình ông có những cái di vật hoặc là vật kỷ niệm nào đem theo như hình ảnh hoặc là gia phả hay là một cái vật mà có tính cách lịch sử quý giá đối với gia đình ạ? Đúng ra thì chúng tôi cũng không có cái gì quý hết. Yeah. Nhưng mà có chẳng hạn như là có những hình ảnh, những giấy tờ. Yeah. Thì có một số mà liên hệ đến thời gian ở quân đội thì bị mất hết rồi. Yeah. Thì chúng tôi chỉ còn giữ lại được vài cái huy chương. Yeah. Yeah. Huy chương bên giáo dục thì chúng tôi cũng được cái để giáo dục bội tinh để dị hạn. Và bên quân đội thì cũng có được mấy cái về quân phong, quân vụ bội tinh. Để chúng tôi mang đi được thôi. Còn cái gì mà nó to lớn quá rồi thì là chúng tôi đành phải giả phép. Đúng ra là tôi muốn mang theo một cái áo rách mà thời gian ở trong cải tạo tôi mặc đục, nghĩa là nhiều lần, nghĩa là vá lên vá xuống nhiều lần, là tôi muốn mang cái đó đi theo đó. Nhưng mà rồi nghĩ rằng là mang theo mà giờ nó cũng sợ rằng chúng nó lại hạch hỏi mình là tại sao mang theo cái áo rách này làm gì, thì nhiều khi cũng mệt. Nó cản trở cho cái việc ra khỏi cái đất nước Việt Nam đó. Cho nên là tôi phải bỏ lại thôi, mà chính tôi rất quý cái đó đó. Nhưng mà bỏ lại vất đi hay là có người giữ ở Việt Nam ạ? Vất đi luôn. Theo ông rời Việt Nam như vậy thì có còn ai trong gia đình thân quyến ở lại Việt Nam không ạ? Vâng, thưa về gia đình riêng của chúng tôi đó, thì tôi có 6 người con.
6 người con, hai vợ chồng 6 người con. Vâng. Thế họ có đi cùng với cả không hay là thế nào? Năm 89 thì tôi cho một cháu đi vượt biên. Thì cháu vượt biên thì cháu sang đến bên Philippines. Thì cháu kẹt ở đó. Kẹt ở đó đến 6 năm. Thế, tại sao thế ạ? Tại vì cháu đi sau cái ngày mà họ tuyên bố đóng cửa đó. Cho nên là cháu thanh lọc rồi nó cho là đi về lý do kinh tế. Thế còn chúng tôi đi á, còn lại 5 cháu nữa thì có 2 cháu gái lớn có gia đình rồi. Cho nên đành phải ở lại thôi. Mấy họ không cho con có gia đình đi theo. Thế chúng tôi chỉ đi được 3 cháu mà còn độc thân. Thế bây giờ hai những người có gia đình đó thì vẫn là Việt Nam. Vâng, dạ thưa. Cái việc sang đầu tiên á, chúng tôi sang đây á, thì sau khi ổn định rồi, giờ thì chúng tôi mới tìm cách là để đưa cái cháu ở bên đảo qua. Thì nhờ anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở People SOS đó. Thì anh có dịp anh về Houston để chúng tôi có gặp, thì anh ấy có giúp làm hồ sơ rồi chuyển cho chúng tôi để chúng tôi sao ra, chúng tôi gửi đi cùng tất cả bà Aquino ở bên Phi, rồi Bộ Ngoại giao của Mỹ, rồi Liên Hiệp Quốc, rồi bà Khúc Minh Thơ, tất cả chúng tôi chuyển đi nhờ hết. Thì đến năm 95 thì cái Liên Hiệp Quốc họ phỏng vấn lại, coi như cái phỏng vấn của Philippines họ bỏ đi, họ phỏng vấn lại thì cháu được qua. Thành ra năm 95 thì cháu mới qua. Thưa, như vậy là anh là lớn nhất hay là thế nào? Là thứ ba trong gia đình. Thứ ba, vâng. Thế thì có gia đình chưa? Chưa. Tức là cháu tốt nghiệp Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn. Vâng. Nhưng mà rồi kiếm được một cái việc làm ở Sài Gòn mà nó không chịu, nó bảo nghe là ở đâu phải về đó, tức là phải về lại, nó đuổi về lại Nha Trang thì làm sao mà kiếm được việc làm ở Nha Trang. Cho nên thì tôi cho nó đi vượt biên luôn. Thế trong cái thời gian 6 năm ở bên Phi đó thì cậu đi làm cái gì? Thưa thì ở trong đó thì sinh hoạt là học Anh văn, rồi cũng giúp đỡ những các cái người coi như là ở trong trại đó, họ cần giúp gì thì mình giúp đỡ, về là thanh niên độc thân vậy đó thôi. Đó, thì mới để tổ chức các cái trại hướng đạo. Và con tôi thì là cũng thích chơi đàn, guitar, classic. Nếu người về con trai thì là cậu lớn nhất hay là dạ, vâng, con trai là lớn con nhất, trai lớn nhất. Thành ra những cái nhân viên của Liên Hiệp Quốc là thích lắm. Cứ buổi chiều là cứ mời con trai tôi đến chơi đàn để cho họ được nghe, họ thưởng thức vậy đó. Thành ra cái đó cũng là một cái. Khi mà họ phỏng vấn lại thì là họ cũng giúp đỡ cho cháu. Làm thế nào mà mình xin họ phỏng vấn lại được ạ? Đúng ra thì cái thời gian mà Phi, chính phủ Phi mà họ đứng ra để họ làm, gọi là làm thanh lọc thì rất là mang tiếng. Mang tiếng là vì họ ăn tiền. Ai mà đút lót thì là được đi. Còn ai không đút lót thì họ trả trở về nước. Cho nên dù là con của sĩ quan, con cái gì đó, không có ăn thua gì hết. Mà cái chuyện đó, và cái đó là xảy ra vào cuối thập niên 80 năm bao nhiêu ạ? 89. Tháng 8 thì là họ bắt đầu họ thanh lọc, đóng cửa, thanh lọc. Thế như vậy là sau này Liên Hiệp Quốc họ thấy tai tiếng quá cho nên họ phỏng vấn lại. Thế là như vậy là phải chờ đến khi mà ông sang bên này rồi ông mới xúc tiến cái chuyện đó. Và như vậy thì cậu đến đây năm 95 ạ? 95, sau chúng tôi 4 năm. Còn hai cô con gái thì chúng tôi có quốc tịch rồi thì chúng tôi bỏ lại. Thì hiện giờ các cháu qua hết rồi. Thế ạ, tức là cái hai cái...
Chị mà kẹt lại Việt Nam vì vì có gia đình rồi đấy phải không ạ? Dạ vâng. Tức dạ. là bây giờ là tất cả nhà ở đây ạ. Là đây hết rồi. Vâng, thế thì dạ vui vâng. quá ha. Dạ vâng, đã có Rồi. đảng để xin Dạ. giới thiệu cái hình ảnh của gia đình. Vâng. Ừ. Dạ. À, đây là cái hình ảnh của hai vợ chồng tôi. Dạ. Vâng. Dạ, dạ, xin vâng. đi tiếp tục đi ạ. Dạ vâng. Thì cái này là hình ảnh mà khi mà gia đình các cháu sang để là năm nào thế ạ? Dạ, cái này là năm 2009 ạ. Vâng. Dạ. Vâng. 2009 là cũng mới đây phải không ạ? Dạ, vâng, mới đây. Sum họp tất cả đấy. Dạ, tất cả đó. Vâng. Thưa xin xin anh chỉ cho vào chẳng hạn như là anh chị đứng đâu rồi mấy người con rồi. Thưa tôi là mặc áo trắng ở đứng giữa tóc bạc đó. Dạ. Thế thì nhà tôi mặc áo đỏ đứng bên cạnh. Dạ. Thế thì chúng tôi có 6 con. Vâng. Dạ. Thì cái đứa lớn nhất là đứng đây. Vâng. Đứng đây cháu này là ở Việt Nam học cao đẳng sư phạm đi dạy nè. Vâng. Dạ. Thế thì hai đứa con của nó đứng đây. Vâng. Dạ. Một đứng đây. Anh xoay sang chỗ này cho nó vô trong trong camera đi. À, dạ. Vâng. Không không đây ạ. Có cái tôi lấy cái viết này. Yeah. Dạ. Thế thì đây là cháu lớn nhất. Rồi cháu thứ hai là đây và yeah. rồi chồng đây. Yeah. Tức là hai vợ chồng là bác sĩ hết. Yeah. Yeah. Vợ là con thứ hai tôi là bác sĩ đông y. Thế ạ. Vâng. Còn chồng là bác sĩ tây y. Làm gia đình mới sang sau cùng đó. Đông y là học ở Việt Nam hay là học ở đây? Việt Nam. À, đây. Cả hai đứa đều. Tức là bên đây nó gọi là homeopathic sẽ phải không ạ? Chúng tôi cũng không biết được ở đây ra vâng. sao. Đây nó cái chương trình về đông y đó. Vâng. Vâng. Cháu rất giỏi về châm cứu. Hiện giờ chưa học lại được ạ. Vâng. Vâng. Thế thì mấy đứa con có hai đứa, một vâng. hai vâng. gia đình là hai đứa. Vâng. Thế, cái cháu thứ ba mà ở bên đảo á, là cháu này, là cháu Hùng đây, mới cưới vợ đây, tức là hai vợ chồng đều là, là kỹ sư về về computer. Thế rồi cái cô con gái mà đi cùng với chúng, à còn thằng trai Bách Khoa nữa đây, hiện giờ còn độc thân, Bách Khoa Sài Gòn đó. Thế cái cô con gái tiếp theo mặc áo xanh đây là đi cùng với chúng tôi. Thì sang đây thì học lấy được cái tiến sĩ về dược. Vâng. Dạ. Dạ, tiến sĩ về dược. Tức là anh kéo lên một chút thì mới nhìn thấy vâng. Vâng, dạ, dạ, dạ. Dạ, tiến sĩ về dược. Dạ, vâng. Thì cháu lấy chồng thì là anh này, vâng. đứng đằng sau đây. Dạ. Là bác sĩ người Việt Nam mà ở tại bên Pháp. Dạ. À, thế ạ? Vâng, thế thì cái năm đầu tiên cháu tốt nghiệp á, ra trường á, thì đi theo chồng sang Pháp. Yeah. Thì sang bên Pháp, Pháp không có dùng được cái bằng tiến sĩ dược. Yeah. Cho nên đành phải ở nhà thôi. Yeah. À. Thế đến khi mà cháu ở đó năm rồi, có đứa con rồi cháu bảo lãnh chồng qua bên Mỹ. Dạ, thế giờ anh có phải học lại không? Dạ, thì sang đây, ấy, thì vợ đi làm rồi. Mà còn chồng thì lại không đi làm cho nên phải đi học lại. Thế thì đi học lại thì học xong rồi, có bằng rồi, mà xin đi thực tập thì lại không được. Cho nên hiện giờ cũng còn ở nhà vậy đó. Thế là cái cặp này thì cũng hai đứa con. Thế còn cháu út, cháu trai út là cháu này. Cháu trai út là cháu này. Thì cháu cũng kỹ sư về computer science. Thì cũng đỗ đạt hết rồi đó. Thế thì cháu này thì sắp sửa làm đám cưới với cô con dâu tương lai đây. Cô này thì vừa mới tốt nghiệp y khoa rồi. Hiện giờ chuẩn bị đi thực tập. Cảm ơn ông ạ. Thưa ông, bây giờ mình bước qua cái chuyện về vấn đề kinh nghiệm trong thời chiến của ông. Thế thì cảm ơn ông đã chỉ cho xem những cái hình ảnh như vậy. Và trong thời chiến, cái chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng đến ông và gia đình như thế nào? Dạ, thế rất nhiều ạ. Dạ, như thế nào ạ?
có thể nói rằng là suốt cuộc đời của tôi từ nhỏ cho đến lớn là thế, là toàn chiến tranh không. Thì lúc nhỏ mới có khoảng 6-7 tuổi thì đã thấy chiến tranh xảy ra ngay cái nơi tôi sinh ra, là ở Lục Nam. Nhà cửa bị đập phá, coi như là giờ phải chạy loạn lung tung hết. Đó là cái thời chiến tranh, coi như là Việt Pháp đó. Dạ. Thời chiến Việt Pháp. Vâng. Thế rồi đến khi mà vào trong Nam, di cư vô Nam năm 54. Vâng. Sau khi ra trường thì đi dạy ở Nha Trang, Khánh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Thì được một vài năm bình yên. Thì đến năm 63. Thì tôi được động viên, tại vì chiến tranh lúc đó bắt đầu là thấy ác liệt, thành những người mà có bằng tú tài trở lên đều được kêu đi học sĩ quan Thủ Đức. Thì tôi đã học khóa 16 Thủ Đức. Thì sau đó có phải đi ra ngoài chiến trận hay là thế nào không ạ? Thì tôi học về ngành công binh. Vâng. Tức là sau cái thời gian học về căn bản thì chúng tôi được chọn sang ngành công binh. Thì chúng tôi về học cái trường công binh ở tại Bình Dương, tức là Thủ Dầu Một. Thì khi ra trường thì tôi về cái sư đoàn 23 bộ binh ở tại Ba Mươi Thuột. Thì cái lúc đó là năm 64, tôi xin nói thêm là cái lúc mà tôi đang ở trong trường thì xảy ra cái cách mạng 1 tháng 11 63. Đảo Chánh là Đảo Chánh đó, Đảo Chánh đó. Thì lúc đó chúng tôi nằm ở trong trường đó. Thì khi mà ra trường rồi thì đi Ba Mươi Thuột, thì cái chỗ mà chúng tôi làm việc đầu tiên thì lại là cái Đa Nhiêm. Tức là cái gốc phải là Ba Mươi Thuột thôi. Còn cái đơn vị của tôi là cái đại đội thì ở Đa Nhiêm. Cái hồi đó thì mình bắt đầu anh tạc ở ngoài Bắc. Cho nên là miền Nam sợ rằng là bên kia họ sẽ cho máy bay đến oanh tạc cái nhà máy phát điện ở Đa Nhiêm. Cho nên cái đơn vị của chúng tôi đầu tiên là làm mấy cái lô cốt ở trên mấy cái ngọn đồi. Rồi bố trí súng phòng không ở đó để cho phòng cái máy bay của ngoài Bắc vô. Cũng như là xin lỗi, cũng như là rào đã chặt cây từ hai cái ống cống, dài từ trên cao xuống, chặt hết, khai quang hết từ cái ống cống sang hai bên, mỗi bên 70 thước. Xong rồi làm cái hàng rào để cho tránh cái bọn đặc công nó vào, nó đặt mìn ở cái ống cống đó. Đó, thì là cái công tác đầu tiên của chúng tôi là làm con đường đi lên mấy ngọn đồi, rồi xây dựng mấy cái lô cốt, bố trí súng ở đó và làm cái hàng rào ở hai bên cái ống cống để giữ an ninh cho cái ống cống. Rồi sau đó thì cũng có đi hành quân ở Tuy Hòa, đi theo bộ binh. Thì cái ngành công binh của chúng tôi đó thì là luôn luôn là nếu mà đi cái ngành chiến đấu thì phải đi theo bộ binh. Khi họ đi thì họ cho mình đi sau, nhưng mà khi họ gặp trở ngại gì thì họ kêu mình đi lên. Chẳng hạn như gặp mìn, kêu công binh lên gỡ mìn để cho họ đi. Chứ công binh là cũng gỡ mìn luôn. Dạ vâng, gỡ mìn luôn. Thế rồi nếu mà họ cần phải sang sông thì chúng tôi là kiếm cách để làm cầu cho họ đi qua. Dạ vâng, dạ. Thì là cái công tác của công binh đi theo bộ binh. Công binh thì nó có nhiều ngành. Thì cái ngành mà đi theo bộ binh như thế là vất vả nhất, nguy hiểm nhất. Thế là mình cứ bị biệt, mình cứ được biệt phái đến đâu thì mình là vâng. Đây là vâng. Chúng tôi thuộc cái sư đoàn 23, cho nên là cái đó là mình chẳng hạn như về công binh đó thì là nó là một cái division riêng hay là thế vâng, nào ạ? Tức là công binh thì nó là một binh chủng trong quân đội, là binh chủng. Và binh chủng thì có
có một ông chỉ huy trưởng gọi là cục trưởng hay là chỉ huy trưởng đó. Và ông là người phân phối những còn dưới ông ấy thì là có những các liên đoàn công binh nằm ở các địa phương. Mỗi một vùng có một liên đoàn. Thế rồi mỗi một sư đoàn bộ binh thì lại có một tiểu đoàn công binh để đi giúp đỡ cho bên công binh, bên bộ binh. Nhưng mà cái người lính công binh thì có bắt buộc phải học quân sự, cũng biết bắn súng cái nọ. Thì cũng phải qua cái phần căn bản trước. Nhưng mà cũng phải biết sử dụng súng ống này kia. Cũng nhiều khi anh em cũng cần phải chiến đấu giống như là bộ binh vậy. Lý do gì mà ông chọn ngành công binh ạ? Cái đó thì mình không chọn được. Cái đó thì là sau khi mà vào quân trường Thủ Đức đó, thì nó có cái bài trắc nghiệm. Thì tùy theo cái bài trắc nghiệm đó mà người ta đưa những người nào đi theo cái binh chủng nào. Thế trong thời gian mà ông ở trong quân đội đó thì trong gia đình ông thì có những người, có người nào mà trực cũng tham gia cuộc chiến cũng trực tiếp như ông, và cái điều gì đã khiến ông nhớ nhiều nhất về cuộc chiến Việt Nam ở Việt Nam? Về phần riêng tôi thì ngành công binh không may mắn là sau đó thì tôi được chuyển về công binh kho ở tại Nha Trang, chứ không phải còn ở cái đơn vị đó nữa. Để tôi chuyển về công binh kho ở Nha Trang. Thì từ công binh kho đó thì chúng tôi làm sĩ quan tiếp liệu. Tiếp liệu tức là chúng tôi cung cấp những các vật dụng công binh cho các cái đơn vị trong cái vùng của mình phụ trách. Thì sau đó tôi được đi học ở Hoa Kỳ 2 năm, coi như là gần 2 năm. Thì năm Mậu Thân là chúng tôi ở ngay tại Hoa Kỳ này. Cũng thời gian đó là chúng tôi rất lo lắng. Thế là về sau Hoa Kỳ để tu nghiệp đấy bảo không? Đi tu nghiệp đó. Thì cái chúng tôi tu nghiệp thì nó cũng hơi khác nhờ người khác. Thường tu nghiệp là chừng khoảng mấy tháng thôi. Chúng tôi thì tu nghiệp có 2 tháng thôi. Nhưng mà sau 2 tháng rồi... Thế là vẫn ở trong ngành công binh đó. Vâng, công binh. Ngay trường công binh for Belvoir tại... Thế hồi đó sang đây thì ông học về cái gì? Đặc biệt về cái gì? Như là đại khái trong chương trình... Trong chương trình là sửa chữa các cái cơ giới công binh. Chẳng hạn như các cái xe ủi đất, xe nâng hàng, xe cân trục. Đó là những cái xe đó nó bị hư để chúng tôi sửa chữa. Thì chúng tôi học một khóa 2 tháng. Sau đó là chúng tôi ở lại dịch hết các cái tài liệu chúng tôi đã học. Cái công binh bên tiếng Anh, tiếng Mỹ là gì ạ? Engineer. Military engineer là thế nào? Military engineer corps. Thế thì chúng tôi dịch xong rồi bắt đầu ở Việt Nam gửi khóa sinh sang. Lúc đó là không phải là sĩ quan nữa mà là hạ sĩ quan. Cấp bậc từ thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Gửi sang chúng tôi dạy trực tiếp và tại trường công binh Mỹ. Thế ạ? Có cái chuyện đó hả? Tức là ông sang đây trước được huấn luyện rồi dịch những cái tài liệu nó ra rồi là người ta rồi là bên Việt Nam gửi sang để dạy. Thế trong cái ban dạy đó thì có bao nhiêu người? Vâng, thì chúng tôi đi một lần đó là 10 người. 10 người chia làm hai nhóm. Một nhóm về cơ khí, về chúng tôi là về gọi là cơ giới công binh á. Còn một nhóm kia cơ giới tức là có liên hệ súng ống không hay không, là chỉ có xe cổ thôi. Xe cổ thôi. Thì bên công binh thì nó có nhiều cái xe cổ phải làm đường, làm nhà, làm đất gì đó. Thì coi như là xe cổ thì cần thiết lắm. Thế thì còn một nhóm nữa thì chuyên môn về lạnh, điện lạnh. Thì có những các cái phòng lạnh, máy lạnh đó thì là 5 người kia làm bên kia. Còn chúng tôi thì 5 người bên này là làm về bên đó. Thì khi chúng tôi huấn luyện như vậy đó thì cũng 2 tháng một khóa. Chúng tôi dạy trực tiếp. Mà các bạn, các cái ông thầy, ông huấn luyện viên của Mỹ của chúng tôi á, giờ trở lại làm phụ tá chúng tôi. Tức là họ sẽ đi theo chúng tôi, họ giúp đỡ đi chuẩn bị những dụng cụ, những học cụ đó, training aid đó, để cho chúng tôi dùng. Chúng tôi dạy 8 khóa, về tổng cộng là mỗi khóa là bao nhiêu? 2 tháng. 2 tháng mới đủ học không? Dạ, thế đủ chưa?
Vâng. Thế như vậy thì ông có sống ở bên Mỹ trong cái thời gian đó bao lâu ạ? Dạ, thưa 22 tháng. 22 tháng. Tức là từ năm 1967 cho đến 69. Từ đến 69 thì tôi trở về nước. Vâng. Từ tôi lại về trường công binh để làm huấn luyện viên. Vâng. Thế thì như vậy trong cái thời kỳ mà ông ở bên Mỹ thì nghe cái chuyện mình mậu thân cái này kia, vâng, họ chắc là cũng, vâng, cũng rất lo lắng, cũng lo lắng. Vâng. Vâng. Lúc bây giờ là cũng có gia đình, dạ, Việt Nam. Vâng. Cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta thấy ở trong trên truyền hình đó là đánh ở ngay Nha Trang. Dạ. Dạ. Mà dạ. Cái tối hôm đó, đó cái tối hôm 30 Tết đó, thì ở Tòa Đại sứ tổ chức thất niên. Vâng. Hồi đó Bùi Diễm làm, dạ, làm đại sứ đó. Thì chúng tôi được mời tới dự cái buổi. Thế rồi đó là ông ở Fort Belvoir ở trong cái tiểu bang nào? Dạ, Virginia. Dạ, nó ngay gần đó. Dạ. Thế thì khi mà chúng tôi dự xong cái đó thì trở về về nhà, trở về cái chỗ trường học đó thì thì mở tivi ra thì thấy đánh ngay ở Nha Trang. Thì mấy anh bạn thì cũng đến nghĩa là khuyên giải đừng có lo, chắc nó còn ở ngoài xa chứ không có nói nào, tại tôi cũng thấy cái nó đánh ở gần cái bức tượng Phật lớn ở Nha Trang, có bức tượng Phật lớn lắm, thì cái đó nó cách cái chỗ nhà tôi chừng 4-5 cây số. Thì sau đó thì chỗ nào cũng có đánh hết, mỗi lần mà tin tức là nó đưa cái hình ảnh Việt Nam lên thì chỗ nào cũng có chấm lóe sáng, tức là cái chỗ có chuyện đánh này. Thì nó như là anh nào, gia đình anh nào cũng có cái chỗ bị đánh cả. Thế rồi đến khi mà chiến tranh, chúng tôi cũng tham gia trong chiến tranh. Rồi chúng tôi biệt phái về giáo dục trở lại năm 69. Đi dạy lại. Vâng. Thế thì trong cái thời gian mà ông theo công binh ở Việt Nam cũng như sau này đi sang bên Mỹ, mà trong cái thời gian mà bên Mỹ tu nghiệp đó, thì ông có cũng có liên hệ trực tiếp với lại những người lính Mỹ, vậy thì ông có cảm tưởng ra sao về họ, về người Mỹ, dạ, người lính Mỹ? Dạ. Dạ. Thì khi chưa qua bên Mỹ đó, thì khi còn ở Việt Nam đó, dạ, thì chúng tôi ở đơn vị chúng tôi là không có trực tiếp với Mỹ, dạ, mà chỉ có một người cố vấn thôi, dạ, một người cố vấn thôi. Thì khi người cố vấn đó thì họ lại không phải là quân sự, mà họ, dạ, là dân sự. Ok. Thế ạ. Vâng, dân sự, họ là kỹ sư về cơ khí, về chuyện về công binh ấy, về cơ khí đó. Dạ. Cho nên họ giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Dạ. Rất là nhiều. Dạ. Rất là tử tế, mấy người đó rất là thân thiện, có nghĩa là rất là lịch sự. Dạ. Đến khi chúng tôi sang bên Mỹ học thì họ đối đãi với chúng tôi rất là tốt. Phải nói rằng là họ có một cái cách đối xử, cái văn hóa của họ đối với người rất là bình đẳng. Có như là họ đối đãi rất là tốt. Yeah. Trong gia đình ông thì cái chuyện mà cái chiến tranh Việt Nam, cái giai đoạn sau 54, sau 60 đó, thì nó ảnh hưởng đến ông như thế nào, và như là chẳng hạn như trong gia đình có ai bị thương, là sau chiến tranh thì có ai bị đi cải tạo hay là và thì chúng tôi về bên anh em thì có 3 người, yeah, trai. Thì ông anh lớn của tôi là đi Thủ Đức, cũng Thủ Đức mà là khóa 4, tức là khóa cùng với tướng trưởng đó. Yeah. Yeah. Thì ông ấy sau này ông ấy làm ở Bộ Tổng Tham mưu ở Sài Gòn. Yeah. Ông cũng có thời gian ở ngoài, thì ông về Sài Gòn ông làm cũng, yeah, lâu năm ở Sài Gòn, thành ra cũng không ông có anh tiền. Lớn nhất phải không ạ? Vâng, lớn nhất. Yeah. Hiện giờ ông có ở đây. Yeah. Yeah. Thế thì đến tôi thì đi Thủ Đức khóa 16. Yeah. Rồi đến người em trai. Em trai của tôi thì vì không có tú tài, cho nên hắn đi làm thông dịch viên, yeah, trung sĩ thôi, đi làm thông dịch viên của các cái cho những các cái đơn vị của Philippines, yeah, và sang giúp đỡ chúng ta đó, yeah, thì hắn làm thông dịch viên, yeah, thôi. May mắn là không có ai bị
lại bị thương rồi sao ấy. Thế nhưng mà sau 75 thì là thì tất cả là tất cả phải đi cải tạo, đi tù, gọi là cải tạo, đi tù cộng sản đấy. Anh ấy cũng quen cứ quen cái miệng chứ cải tạo đúng ra là đi tù đó. Đúng rồi ạ. Vâng. Thưa thế trước khi mà nói sang đến cái kinh nghiệm và di dân của ông đó, thì ông có thể cho biết là ông có ý nghĩ, ông có ý kiến như thế nào về cái vấn đề, cái chính sách của người Mỹ tại Việt Nam trước và sau chiến tranh? Đây cũng là, tôi nghĩ đây là một đề tài lớn. Dạ. Thì chỉ nói là ngắn gọn trong một ít thì tôi có thể nói là người Mỹ thì cái chính sách của Mỹ là ở Việt Nam là muốn ngăn chặn cái làn sóng đỏ của Cộng sản ở tại Đông Nam Á. Thì người Mỹ đã tích cực giúp đỡ chúng ta trong giai đoạn đầu. Nhưng mà khi đã ông Nixon đã đến sáng ở Trung Quốc rồi, đã bắt tay được với Mao Trạch Đông rồi, thì tự nhiên là ông không còn sợ cái chuyện mà có thể dùng với Trung Quốc để mà ngăn cản cái làn sóng đó một phần nào. Ở trong nước của ông thì ông lại bị chống đối rất là nhiều về cái chiến tranh Việt Nam. Chính thời gian mà chúng tôi ở Mỹ là cái thời gian tôi được chứng kiến cái cảnh mà cái bọn phản chiến nó biểu tình ghê lắm. Chúng tôi đi ngoài đường là chúng tôi cũng rất là nhiều khi họ hỏi tại sao nước anh đang chiến tranh mà tại sao anh sang đây làm gì, chẳng hạn như vậy. Thì cái bọn phản chiến là nó làm nghĩa là cái nước Mỹ hồi đó có vẻ là rất là rối ren. Cho nên ông Nixon rồi sau đó các tổng thống khác đành phải nghĩa là Việt Nam hóa cái chiến tranh đi, tức là giao lại hết cho mình hết. Nhưng mà rồi khúc sau thì lại thượng viện quốc hội của Mỹ lại cắt viện trợ của mình, tức là cái quyền lợi của Mỹ thì họ xong rồi, cho nên họ bỏ rơi mình thôi. Cho nên để mình đành phải thua trong cái trận chiến. Trong khi phe của Cộng sản ấy, thì họ tất cả các nước đều đổ xô để mà giúp đỡ cho phía Bắc Việt Nam. Trong khi mình ấy, thì lại bị bỏ rơi, cho nên mình đành thua thôi. Chứ quân đội của mình không có hèn, không phải là không có chiến đấu. Có một vài cái báo chí cũng như là đài truyền hình của Mỹ hay là của các cái hãng thông tấn của Mỹ nói là Việt Nam mình không chịu chiến đấu, nhưng mà thật sự là mình chiến đấu hăng lắm chứ. Đến chính ông, tôi mới đọc một cái tài liệu, cái ông gọi là ông tướng mà chỉ huy cái chiến tranh vùng vịnh Iraq lần một đó, hồi ông ở Việt Nam là thiếu tá thôi, làm cố vấn cho ông tướng trưởng. Ông ấy mới viết một cái bài mà giống về hưu rồi. Ông nói tướng trưởng là bậc thầy của ông á. Ông khen ngợi ông tướng trưởng là bậc thầy của ông á. Thế ông, trước khi mà sang những cái hỏi ông về cái vấn đề về cái kinh nghiệm di dân của ông, thì xin ông cho biết vào cái năm, vào cái ngày 30 tháng 4 75 ông đang ở đâu và làm gì? Là cái lúc mà Cộng sản vô chiếm Sài Gòn ạ. Vào cái năm 75 thì tôi đang ở Nha Trang và đang làm hiệu trưởng của trường tiểu học ở Nha Trang. Thì lúc đó tháng 3 đó là cái cuộc là thất thủ ở Ba Mươi Thuột. Thì đồng bào ở Ba Mươi Thuột chạy về bằng cái tỉnh lộ 7 đi xuống Tuy Hòa đó. Thì có một số đông đã phải kiếm cái nơi tạm cư, cho nên cái trường của tôi trở thành một cái nơi tôi chạy tị nạn tạm cư cho đồng bào của mình. Mà tôi là hiệu trưởng đó, cho nên làm trung tâm trường. Thì cái ngày 30 tháng 4 thì là bắt đầu, tức là ở Nha Trang là mất sớm hơn, chứ không phải là 30 tháng 4 là ở Sài Gòn, chứ còn ở Nha Trang là 1 tháng 4 là đã mất rồi. Và thì chúng tôi là cho các cháu nhỏ đi vào Sài Gòn trước, để còn lại có hai vợ chồng tôi với một cháu út ở lại Nha Trang thôi. Đến phút chót rồi tôi cũng không đi được, cho nên phải kẹt ở lại. Thì
kẹt ở lại thì cũng tôi xách xe tôi chạy xuống dưới cầu đá tức là cái bờ biển của Nha Trang đó để kiếm đường đi vào Sài Gòn. Thì mục đích là chúng tôi trong đầu là muốn là để đi ra một cái đảo ở ngoài bờ biển Nha Trang ấy, để tránh cái trường hợp mà bọn cộng sản nó lúc đầu nó không có luật lệ gì thì nó muốn xử mình sao nó xử đó, cho nên chúng tôi muốn tránh cái lúc đầu đó. Không ngờ trên cái ghe mà chúng tôi đi ra khơi á thì lại trên xe ghe có một ông trung tá hải quân. Ông đó là ông trung tá Tiến, tôi nhớ tên ông ấy, cũng cùng tên với tôi. Thế thì ông ấy ra khơi thì bắt đầu ông ấy mặc quân phục vô, hải quân vô, còn lúc ở trên bờ thì ông chỉ mặc civil thôi. Đến khi mà ông ra khơi bắt đầu mặc quân phục vô thì tôi hỏi trung tá có biết tôi có người anh và con cũng làm hải quân, hỏi tên gì, và tên Kim. Ông bảo ô Kim với tôi là vừa đi chơi Sài Gòn xong, bây giờ tôi chạy về, tôi đón gia đình đây. Bây giờ các anh đi đâu? Tôi muốn đi chạy đi Sài Gòn. Và thôi rồi, tôi nhận, tức là tôi với một người em họ nữa, nhận hai anh làm em bên vợ. Thế là rồi ông ấy hướng dẫn cái ghe đã chạy ra cái tàu hải quân. Mà tàu hải quân lúc đó là chạy rất nhiều ở trên ngoài khơi ấy, mà không có tàu nào mà đón hết á. Thì chúng tôi chạy, ông ấy còn thấy còn một cái tàu nằm ở ngoài xa nữa, thì ông cho tàu cập vào cái tàu đó, mà tàu đó không có người, hiện giờ còn trống trơn à. Thế thì của hải quân, của hải quân nằm ở ngoài khơi á. Thế thì ông như họ đi đâu hết vậy? Dạ, ông trung tá này ông mới kêu lên trên bờ để gặp cái ông thuyền trưởng. Ông thuyền trưởng ông cho biết là ông chưa được lệnh đón người, ông còn nằm khơi đó thôi, chứ nằm ngoài khơi đó thôi chứ chưa được lệnh. Thế thì ông bảo cho tôi được leo lên, tôi nói chuyện với Bộ Tư lệnh Hải quân ở Sài Gòn. Thế là bên kia thả cái dây xuống. Thế rồi ông này leo lên và nói chuyện với Sài Gòn. Thì Sài Gòn chấp nhận cho gia đình của trung tá Tiến lên trên boong tàu. Thì tôi cũng là một thành viên ở trong đó, cũng leo lên đó luôn. Thế đến 12 giờ đêm thì là bắt đầu là lúc đó chợ đầm ở Nha Trang là bắt đầu cháy, cháy rất là lớn. Cái tàu nó nổ máy, nó phải cập bến cầu đá ở Nha Trang. Và lúc đó đón người quân nhân cũng như là gia đình của hải quân lên. Sau đó thì cái tàu nó chạy về Cát Lái. Nhưng mà lúc bây giờ thì cộng sản đã vô Nha Trang rồi chứ không? Chưa vô. Nó chưa dám vô. Dạ. Mình chạy mau quá cho nên nó chưa dám vô. Dạ. Sau này như có một số các cái ông mà gọi là thành phần thứ ba mới ra cái đèo Rù Rì để và đón họ vô, chứ họ chưa dám vô. Tại vì mình bỏ mình chạy nên thành ra coi như là nó nghi là mình có thể mà phục kích cơ hả? Vâng. Có thể chúng tôi và do đấy mà ông nó về được Sài Gòn. Chứ còn gia đình sao? Vợ lại kẹt ở lại. Nhà tôi kẹt ở lại. Cho đến sau khi mà tháng 4 75 thì tôi lại dẫn hết cả con cái tôi về trở lại Nha Trang. Sau tháng 4 75, tức là ông không có đi. Không đi được. Ông vô Sài Gòn. Vô Sài Gòn thì không đi được. Không đi được hay là không hay đi là được, tại vì gia đình kẹt, còn kẹt lại đó, đó thế là tôi không nghĩ chuyện đi nữa. Mà thấy cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ đâu. Thế là tôi về lại thì lúc đó là coi như họ cho tôi nghỉ dạy luôn. Còn nhà tôi thì không có, vẫn còn được tiếp tục dạy. Trong thời gian tôi đi cải tạo. Dạ, thì nhà tôi vẫn được dạy. Thế ngày mấy, năm nào, tháng nào thì ông đi trình diện? Vâng, thì ở Nha Trang nó cũng có một cái hơi khác những tỉnh khác. Là sau khi mà Cộng sản vào á, thì nó kêu gọi quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi trình diện. Thì riêng ở Nha Trang á, là có hai anh bí thư với anh chủ tịch tỉnh đều có bà con là dính dáng đến sĩ quan biệt phái cả. Hai anh đều có một người cháu là sĩ quan biệt phái ở miền Nam. Cho nên các anh mới nghĩ ra cách là tổ chức khóa cải tạo cho sĩ quan biệt phái ở tại Nha Trang. Và thành ra chúng tôi cũng được tham dự cái khóa đó. Thế thì những người mà tham dự cái khóa đó thì đều được
được cấp một cái giấy coi như là đã học tập cải tạo tại Nha Trang 20 ngày. Dạ, thế thì đó là cái lúc đó là lúc tháng 9 năm 1975, tháng 9 đó, thì học tập trước cái khoa đó. Học có 10 ngày thôi, 20 ngày về. Thế rồi chúng tôi về thì ai đi dạy lại thì được đi dạy lại, còn ai mà không đi dạy lại thì coi như là phải kiếm việc làm thôi. Thì tôi về nhà nữa thì cũng đã là bày mấy cái thứ bán cho học sinh ở trước cửa trường. Không được đi dạy lại. Không được đi dạy lại. Nhà tôi thì ở trước cửa một cái trường tiểu học. Cho nên tôi bày bán và cái thứ linh tinh và dụng cụ văn phòng, dụng cụ học sinh cho học sinh. Và thế thì đến tháng 4, năm 76 á, tức là qua cái năm 76 rồi tôi còn ở nhà. Thì lúc đó là cái lúc mà Cộng sản họ tổ chức cái cuộc bầu cử cái quốc hội thống nhất á, tức là coi như là không còn là miền Bắc Việt Nam nữa mà là thống nhất. Thì cái tình hình nó cũng có vẻ nhiều cái tin đồn ghê lắm, nào là có thể lật ngược lại cái gì đó, cho nên họ thấy ở trong thành phố Nha Trang còn một số sĩ quan cải tạo, cái sĩ quan mà bị phái của bọn tôi còn nằm ở trong thành phố Nha Trang đó, thì bắt đầu họ đến nhà họ hốt. Thì coi như là một số người á đang làm ở bệnh viện, một số bác sĩ đang làm ở bệnh viện, họ đến họ mời lên xe đi nhốt luôn. Một số người đi còn đi dạy, họ đến trường họ kêu ra xe đi luôn. Còn bọn tôi ở nhà thì họ đến nhà họ còng luôn. Thế là gọi là bắt đấy, Thì họ làm không phải ban đêm nữa mà ban ngày luôn. Làm rất là ồn ào để mục đích là để dằn mặt thế đó. Thế như vậy là ông bị bắt trong cái đợt đó, tức là sau tháng 4, 76. Tháng 4, 76 là tôi bị bắt. Như vậy là ông bị giam ở đâu ạ? Giam ở trại giam ở dưới Trần Phú, tức là trước đây nó là đường Duy Tân. Sau này họ đổi tên là Trần Phú đó. Cũng ở Nha Trang. Thì sau đó mới chuyển, được một tuần thì họ chuyển ra ngoài trại Đá Bàn. Trại Đá Bàn là ở ngoài Ninh Hòa đó, nó có một cái Đá Bàn. Rồi ở đó khoảng năm thì họ lại chuyển ra trại A30 ở Tuy Hòa. Thì tôi ra A30 Tuy Hòa cho đến khi về. Về là tức là sau 81. 81 ạ. Là sau 5 năm 2 tháng. Thế rồi đấy, tính chừng nào thì ông mới nghĩ cái chuyện mà ông chắc là cũng có nghĩ cái chuyện vượt biên chứ không ạ? Vâng. Nghĩ rất nhiều. Khi chúng tôi về được là chúng tôi có tìm cách đi không ạ? Có tìm cách nhiều lần mà không được. Cuối cùng mới cho người con đi trước. Thưa thế ông, như vậy là năm 1900, tức là ông nạp đơn để mà xin trong cái chương trình ra đi đoàn tụ của tù cải tạo đó, thì ông bắt đầu nạp đơn năm nào, ông nghe những cái chuyện đó làm sao và bắt đầu nạp đơn như thế nào, rồi cuối cùng bao giờ bao lâu mới được chấp nhận và ra đi? Cái việc mà xin đi xuất cảnh này thì nó như thế này, là cái cô em vợ của nhà tôi ở đây hiện ở Houston này đó, cái hồi đó ở Houston này đó, thì chồng là bác sĩ, vợ thì cũng tốt nghiệp đại học Rice, tiến sĩ ở đại học Rice. Hai vợ chồng cũng, vợ thì đi dạy ở đại học. Thế thì hai vợ chồng bảo lãnh gia đình chúng tôi cũng như là gia đình một số người khác nữa. Thì có nhiều lần cũng cứ thúc chúng tôi là phải cố gắng làm hồ sơ đi để mà đi. Thì bọn tôi cũng cứ chùng trình. Thế thì có lần là hai vợ chồng cũng thuê luật sư về tận Nha Trang. Luật sư của Mỹ, người Việt. Thì có một cô tên cô Quế Hương thì phải. Cô ấy làm thông dịch, có làm thư ký. Thế là về giờ kêu chúng tôi lên để phỏng vấn. Thì chúng tôi cũng sợ lắm.
Ở cái xứ đó mà lại có người Mỹ tới hỏi thăm thì cũng mệt lắm. Năm đó là năm nào? Cái năm đó khoảng khoảng độ 89 thì phải, 89. Đó thì trong thời gian mà tôi về rồi thì tôi cũng có đi liên lạc với các bạn ấy. Thì họ gửi chui hồ sơ sang bên Thái Lan. Tức là có cái đường dây mà có những người mà làm ở bưu điện Sài Gòn, họ sẵn sàng họ gửi giúp cho cái hồ sơ đi sang Thái Lan. Sang Thái Lan, ai ở Thái Lan? Cái tòa tòa đại sứ của Mỹ ở Thái Lan đó. Thì có nhiều người họ nhận được thư hồi trở lại. Nó muốn đi thì nghĩa là làm hồ sơ rồi gửi sang lại. Thì có nhiều anh nhận được cái hồ sơ rồi nghĩa là bỏ trốn luôn khỏi nhà cả mấy chục ngày, không dám ở nhà, sợ nó đến nó bắt đó. Nhưng mà cuối cùng thấy yên yên rồi, thế là chạy trở về. Rồi lúc đó mới điền gửi đi thì họ cũng truyền tay cho nhau. Gọi như là rồi mọi người đều làm hết. Thế là nhờ cái gửi đi như vậy rồi lại kẹp thêm mà chúng tôi, cái người em bên này bỏ lãnh nữa. Mà hồi đó là đi cái chương trình hát ô là bắt đầu rồi đó. Mà cũng phải lén lút như vậy đó. Bắt đầu thì nghe chứ chưa có chính thức. Nói là có ông tướng gì đó, Wasi gì đó về Việt Nam để họp với Cộng sản đó. Thì chúng tôi nghe cái chuyện đó thì chúng tôi mới tìm hiểu cái đó. Thế từ cái lúc đó cho đến khi mà hồ sơ của ông được chấp thuận chính thức đi đi phỏng vấn này kia kia nọ thì hết bao lâu? Cũng mất mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Cũng khoảng 1989. Khoảng 3 năm rồi. 3 năm. Tức là cái lúc mà cháu mà nó vượt biển đi thì là bắt đầu chúng tôi mới có cái tin tức chính xác. Là 89 đó. Mất 3 năm. Và khi mà ông nghe tin là phái đoàn họ kêu đến phỏng vấn thì ra thì cái cảm tưởng làm sao? Mà chúng tôi là rất mừng, nói là rất mừng. Hiện giờ mình là đang đúng là chết đuối, sống một cái chế độ rất là ngột, là không dám cái gì hết cả, cái gì cũng sợ. Cho nên khi mà nghe được phỏng vấn để đi thì rất là mừng. Mà cũng làm cái hồ sơ này đó là phải chạy đi dịch vụ chứ không phải là không có dịch vụ đó. Chúng tôi phải ra Đà Nẵng làm dịch vụ và phải đóng tiền. Lúc đó thì mới có được cái passport. Ông thích cái cảm tưởng của ông khi mà ông đến Mỹ là cái ngày 19 tháng 8 năm 1991, cái cảm tưởng đầu tiên của ông khi ông đến đất Mỹ nó làm sao, đặt chân đến Mỹ ở cái thành phố nào? Thành phố này đây. Đây. Vâng, tôi đến Houston. Tôi đến bây giờ luôn. Tại vì có người thân ở đây. Vâng, cái cảm tưởng của ông khi mà đầu tiên khi mà ông đặt chân đến Houston làm sao? Khi mà rời khỏi Việt Nam thì trước đó một tuần thì chúng tôi được là ở bên Thái Lan, đưa qua Thái Lan ở một tuần bên Thái Lan ạ. Và chứ không phải sang thẳng đây đâu. Cái hồi đó. Ở đó là khách sạn hay là refugee ở trại tị nạn hay là thế nào? Ở đó Thái Lan họ có dành một cái building 2 tầng. Hồi đó nghe nói hình như cái chỗ đó là cái trại giam gì đó. Rồi họ để cho những cái người mà coi như chúng tôi ở tạm đó. Thì không giường không chiếu gì cả, chỉ nằm dưới đất thôi, gạch đó, chùi láng, ta bỏ dép ở ngoài hết rồi, nằm ở trên sàn đó. Thì ngày ăn uống thì họ cung cấp cho một ngày 2 bữa. Là bên Mỹ hay là sao? Thái Lan. Và không biết là cái đó là Mỹ cũng tài trợ trong đó. Chắc là mà, thế thì ở đó được một tuần. Thì khi mà có chuyến bay đi sang bên Mỹ thì chúng tôi đi cũng đúng ngày 19 tháng 8 bắt đầu đi từ Thái Lan. Rồi đến Houston lại cũng đúng cùng ngày.
Thì chúng tôi đến Houston thì vào lúc buổi tối. Thì có gia đình người em đi đón. Chúng tôi rất là mừng, phải nói là rất là mừng, có như đang từ ở địa ngục mà bây giờ đến thiên đàng rồi đó. Cái điều mà ông thấy là khó khăn nhất khi mà đến đất Mỹ là cái gì ạ? Dạ vâng, từ cái việc mà đến đất Mỹ đó thì cái việc đầu tiên là cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ là đầu tiên. Thế thì chúng tôi cũng biết chút ít. Thế thì các con tôi thì trước khi đi thì cũng có học thêm, nhưng mà cũng chưa đủ, cũng đủ. Đến khi mà đến đây thì tôi nói các con tôi là mình ở cái xứ này á thì phải cố gắng làm sao mà để lấy được cái bằng 4 năm thì lúc đó thì mới khá được. Chứ còn nếu mà theo nhiều người bạn của tôi á, thì là cho đi lao động hết để mà kiếm tiền thì cũng được thôi, tức thời là có tiền liền. Có nhiều ông cũng ra cái chỉ thị cho con rồi, là cứ mỗi đứa mỗi phải đóng trong làm việc thời gian đóng trong 5.000 để mua cái nhà chẳng hạn vậy. Thì tôi lại không quan trọng cái chuyện đó, tôi lại quan niệm là các con phải lo học. Cho nên tất cả các cháu đều học hết, và nhờ cái tiền financial aid của chính phủ đó, của chính phủ Mỹ đó, các cháu đều là lo học cả. Thưa ông, thấy có những cái sự khác biệt như thế nào giữa đời sống ở đây và so với đời sống của Việt Nam trước cũng như là sau 75? Có nhiều cái sai biệt lắm, có nhiều cái khác biệt lắm. Trước năm 75 thì tôi đã có dịp ở đây rồi, thì tôi hơi quen một chút, nhưng mà rồi nó cũng có nhiều cái khác biệt. Ngôn ngữ là cái chính, có nhiều cái mình muốn diễn tả cái đầu của mình, mình trong cái tâm của mình muốn diễn tả và diễn tả không hết được. Rồi cái việc mà kiếm công ăn việc làm cũng là một chuyện khó khăn. Khó khăn. Thế rồi cái phong tục tập quán nó cũng khác. Thí dụ chẳng hạn như là mình mà vẫy ai mà mình vẫy thế này, còn mà Mỹ thì lại phải thế này mà mình thế này là mình không chịu được rồi. Thì coi như là nó những cái văn hóa nó khác nhau như vậy. Cho nên nếu mà mình không có thông cảm, mình không tìm hiểu thì mình dễ có thể sự là tức giận ở trong đó. Vậy thế ông, thưa ông, thế cái việc đầu tiên là việc làm đầu tiên của ông ở Mỹ là việc gì thế ạ? Vâng, tôi việc đầu tiên của tôi là xin làm trong một cái tiệm của ông chủ là người Việt Nam. Ông ấy có cái tiệm fabric, tên là bán ba cái đồ vải đó, kèm theo những giày dép, những các thứ đó, về để chuyển tiền về Việt Nam, rồi những đóng thùng gửi đồ về Việt Nam. Thì tôi làm ở đó, tôi nghĩ ở cũng được đi, nên là mình làm đây là cũng được rồi đó. Tiếp xúc toàn người Việt Nam, khỏi cần học tiếng Anh nữa. Đến khi bao nhiêu giày dép thì chắc là bà cũng biết rồi. Là người vào xem thì thử đôi này, thử đôi kia rồi để đó. Rồi vải thì kéo ra rồi để đó. Thành ra mình là phải lo là mình phải cuộn nó trở lại. Dép thì phải xếp thành từng đôi, đôi nào ra đôi đó, cỡ nào cỡ đó. Thế ông làm đó được bao nhiêu thời gian? Có một tuần. Vâng. Thì thấy ông bà chủ cũng bảo thôi, hôm nay là ngày thứ sáu thì tôi gửi tiền cho anh, để anh về, để khi nào mà tôi kêu thì anh tới nha. Mình biết là cái cách để mà cho nghỉ là kiểu đó rồi. Thì tôi cũng nghĩ là thôi cũng được, sao trước đó là tôi có xin ở một tiệm phở để đi thấy họ cần người để đi bưng phở đó. Thì đến đó thì họ cũng rất là lịch sự,
mang cà phê cho mời, rồi cuối cùng họ nói là chúng tôi cần mấy người còn trẻ để làm công việc nó linh động hơn, linh hoạt hơn vậy đó. Sau này tôi cũng vừa đi học, học lại anh văn, tôi xin được financial aid đi học. Thì cái người mà em chồng của người em tôi, em gái tôi, em gái nhà tôi á, thì anh ta làm ở trong thành phố, làm giám đốc một cái chương trình về chích ngừa đó. Thì anh ta lại quen với bên nó cùng trong cái health department đó. Thì anh ta giới thiệu tôi đi làm trong một cái chương trình gọi là WIC program. WIC tức là cái chữ WIC. WIC, WIC là W là women, I là infant, C là children. Là cái chương trình giúp đỡ cho các bà mẹ và trẻ em. Thì tôi, thế thì ông đi làm ở đó thì bao lâu được bao lâu rồi? Dạ, tới 17 năm. Vâng. Như vậy là chương trình của City đấy, nhưng mà có phải ông là nhân viên của City không ạ? Vâng. Như vậy là ông trở thành nhân viên của thành phố đấy ạ. Vâng. Thế thì ông còn đi làm không ạ? Dạ, tôi về hưu năm 2009. Ồ, thế cũng mới đây thôi. 72 tuổi rồi. Vâng. Thế thì ông có câu chuyện vui nào về kinh nghiệm của những cái ngỡ ngàng về sự khác biệt về phong tục văn hóa khi mà đặt chân đến đất Mỹ không, hay là tại vì hay là ông có cái kinh nghiệm nào vui vui kể lại không ạ? Dạ, thưa, cái thời gian mà tôi làm cho WIC này đó, WIC program này đó, thì nói tiếng Anh thì ít, mà nói tiếng Mễ thì nhiều. À thế ạ. Dạ vâng. Vâng, thế như vậy thì ông có nói là tiếng Mễ không ạ? Dạ vâng, tôi phải đi học thôi. Tôi phải đi học thôi. Dạ. Thì khách của tôi là hầu hết là những người Mễ. Low income, họ mới ở bên các nước miền Nam Mỹ qua. Thấy tôi thấy những người họ đến chỗ tôi xin sữa thì họ rất là tử tế, rất là họ không có họ đối xử với mình rất là họ kính trọng mình ghê lắm. Có nhiều khi thì cũng không nhớ được cái việc nào mà có thể là kể chuyện lại sẽ mà nhớ mà. Thưa thế ông bây giờ là như vậy là ông đã trở thành công dân Mỹ từ lâu rồi phải không ạ? Dạ, năm nào thế? Dạ, thưa, nhà tôi ạ. Nhà tôi thì sang năm 91. Thì 95 thì nhà tôi 96 thì phải, nhà tôi được trở thành công dân Mỹ. Vâng, tôi ông cũng ông... làm một lần. Vâng. Tôi cũng làm một lần nhưng mà rồi cứ bị hồ sơ vẫn cứ bị phải lăn tay lại. À, thế vì lao động nhiều quá không còn lăn tay nữa. À thế ạ. Tay không còn lăn vân tay nữa. Dạ. Vâng. Thế khi mà ông trở thành công dân Mỹ thì cái cảm tưởng của ông làm sao ạ? Dạ thưa thì cũng rất là vui. Và mình thứ nhất là mình đi làm việc sang Mỹ mà họ đã chính phủ Mỹ cũng như nhân dân Mỹ đó đã đối xử với mình rất là tốt. Đã cưu mang mình đó, cho nên cái việc mà sang đây là mình phải làm việc, mình đóng thuế, và mình làm để trả lại cái ơn đó. Thưa ông, thế bây giờ ông là chủ cái nhà mình đang ở hay là thế nào ạ? Dạ, thưa chúng tôi sau một thời gian đi làm, thì tôi để dành được ít tiền, thì chúng tôi trả cái tiền đau bây mình đó, thì còn lại là hàng tháng trả một số. Thế bây giờ thì đã trả hết chưa? Đã trả hết rồi. Thế ạ. Thưa thế ông tự coi mình bây giờ ông là công dân Mỹ thì ông tự coi mình là người Mỹ, là người Texas hay là người Việt Nam hay là thế nào? Kể ra thì mình phải luôn luôn mình nghĩ là mình là người Việt Nam, nhưng mà mình hiện tại sống ở đây thì mình cũng có bổn phận làm những cái việc mà đối với để chính phủ Mỹ, đối với nhân dân Mỹ.
Thưa ông còn giữ liên lạc với gia đình ở Việt Nam, họ hàng Việt Nam không ạ? Vâng, thưa, ở Việt Nam thì chúng tôi cũng còn bố mẹ thì mất rồi. Vâng. Chỉ còn lại các anh em thôi. Cho nên chúng tôi vẫn thường liên lạc với họ. Dạ. Và cũng giúp đỡ họ. Vâng. Tôi thì nghĩ là mình không muốn về Việt Nam là vì Cộng sản còn đó. Tức là ông chưa về Việt Nam lần nào? Tôi chưa về Việt Nam lần nào. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiền mà để về Việt Nam ấy, thì để tôi giúp đỡ cho những người bà con của tôi hoặc là những bạn bè của tôi ở Việt Nam. Cho nên tôi cũng đã giúp đỡ những người em của tôi có những con mà học đại học là trả tiền rất là mắc. Vâng. Cho nên chúng nó bây giờ nó đều là tốt nghiệp đại học hết rồi ở bên Việt Nam. Thưa ông, thế ông có nghĩ rằng là những cái truyền thống tục lệ của Việt Nam nên được giữ gìn của trong gia đình và tại sao phải giữ gìn, và ông có ý kiến gì về cái, ông có ý nghĩ gì về cái tương lai văn hóa người Việt tại Hoa Kỳ không ạ? Thưa, tôi nghĩ rằng là phải cố gắng để mà giữ lại những các cái truyền thống của người Việt Nam. Với cái thời gian 1.000 năm mà mình bị Trung Quốc đô hộ đó, mà nước mình không bị đồng hóa, là cái tinh thần yêu nước của người Việt của mình rất là cao. Và bây giờ chúng ta ở đây để khỏi bị đồng hóa thì chúng ta phải cố gắng giữ những các cái phong tục tập quán của người Việt mình. Có những cái gì hay là mình phải giữ lại. Chẳng hạn như là những cái gì hay ạ? Chẳng hạn như là mình có những cái dụ lễ Tết chẳng hạn vậy, hay là bổn phận đối với ông bà cha mẹ, mình phải dạy dỗ con cái làm sao để cho các chúng nhớ đến tổ tiên của mình. Thưa, trước khi kết thúc thì xin có ông có những kỷ niệm hoặc kinh nghiệm đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ mà nãy giờ mình chưa có nói đến không ạ? Đây là một cái chương trình phỏng vấn để cho vào, làm thành một cái văn khố về để cho vào trong gọi là lịch sử của người tị nạn Việt gốc Mỹ đó, Mỹ gốc Việt đó. Thì các em sẽ là những cái người mà trong tương lai thế hệ tới và những cái người nghiên cứu về lịch sử ở người Mỹ gốc Việt đó, họ sẽ nghiên cứu qua cái bộ sưu tập này. Vậy thì ông có điều gì để nhắn lại với lại các em cũng như là những cái người mà sẽ lần dở những cái trang sử này ra? Thưa, cái người Mỹ gốc Việt của mình ở tại đây, chúng tôi rất là vui là có được một cái hội bảo toàn văn hóa của người Việt mà hôm nay chúng tôi được cái vinh hạnh và được phỏng vấn. Thì tôi hy vọng rằng là tất cả những các cái tin tức, những cái mà chúng tôi được trình bày ngày hôm nay thì được các em, nếu khi có các em muốn tìm hiểu đó thì hiểu rõ hơn về các cái đời sống cũng như tâm tư của những cái người mà Việt đã từ bỏ nước ra đi vì lý do tị nạn cộng sản. Thì coi như là cái điều mà chúng tôi mong muốn. Vâng, thì thay mặt cho hội bảo tồn văn hóa và lịch sử của người Mỹ gốc Việt thì chúng tôi xin cảm ơn ông đã đến tham dự cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay và đã tiếp tay trong cái vấn đề mà thành lập cái bộ sưu tập này. Xin cảm ơn ông.